Theo cáo trạng được gỡ niêm phong tại tòa, ông Trump đã làm giả hồ sơ kinh doanh tại New York để che giấu cử tri Mỹ về các hành vi phạm pháp có ảnh hưởng tiêu cực trước và sau cuộc bầu cử tổng thống năm 2016. Công tố viên cho rằng ông Trump có 3 vụ chi tiền, gồm chi $130,000 cho nữ diễn viên Stormy Daniels, chi $30,000 cho nhân viên trực cửa tại Trump Tower khi người này cáo buộc ông có con ngoài giá thú, và chi $150,000 cho một phụ nữ tuyên bố từng có quan hệ với ông Trump. Theo luật New York, tội danh làm giả hồ sơ kinh doanh có án phạt không quá 1 năm tù giam, tuy nhiên án phạt có thể tăng lên thành 4 năm nếu hành vi này có mục đích thực hiện hoặc che giấu một tội khác. Ông Donald Trump sau đó đã tuyên bố ông không phạm tội sau khi nghe cáo trạng và rời tòa án 1 giờ sau đó. Thẩm phán ấn định phiên điều trần tiếp theo vào ngày 4 tháng 12. Theo các luật sư, ông Trump cảm thấy tức giận và không hài lòng với các cáo buộc trên và sẽ kiên quyết đấu tranh.